Bác một hai mã đầu táp nhá, đầu táp đầu cassette ạ, đây đầu táp rách này, đầu táp rách coi nhá, đầu táp rách của Otto RD5300 hai đèn vu rất là đẹp luôn đấy, đầu táp này. Đây hai đèn vu sáng này con này, hai đèn vu vẫn sáng đẹp chưa. Con này thì về các bác phải dọn rồi, nó trùng dây hay sao nó chưa chạy cái này. Đấy, những cái đầu táp rách này về các bác phải dọn nhá, con này mặt rất là đẹp luôn. Otto RD5300 hai đèn vu con nhá. Đấy, điện đón vào ok, về các bác dọn dẹp cái cassette thì là ok này. Đây là in layout đây. Đấy, bác nào chốt con này nhá. Mã này là mã số mã số bao nhiêu nhỉ? Mã nhiêu? Mã bao nhiêu? 243 con nhá. 243 để cho bác một đồng hai thôi, một đồng hai nhá. Đấy không, cái này là bọn em bê, bọn em vận chuyển đấy. Nhà em như nhiều hàng quá thì các bác thông cảm thôi, vì phải bốc ra được một con như này ấy. Nhiều khi các bác bảo là vừa lên xong các bác bảo là anh chốt con này xong là chụp lại cho anh, nói thật các bác là xếp vào á, đến mấy chục con chồng với nhau mà bốc ra chụp cho các bác một con nó khó lắm, nhưng mà các bác hết sức thông cảm thôi đấy. Cứ lên là lên thôi các bạn, vì nó là hàng nguyên bãi mà, nhiều khi là nó xấu nó đẹp thì nói chung là nó khó lắm, vì hàng nguyên bãi chưa qua dọn dẹp thì để mà vào mắt luôn thì chưa có được các bạn. Đây con táp rách của LOD này, con này con táp rách của LOD nhá, con này chắc cửa nhá. À không, đây, ngon lành nhá. LOD con này model là D22 con nhá. D22 cũng là một cái đầu táp rách đây. Đấy, hai đèn vu con nhá. Hai đèn vu này. Con đầu táp của LOD đây. À, cửa đây. Không biết nó có chạy không. Không còn con băng nào đây luôn. Sợ thật. Con này chưa chạy các bạn, con này chưa chạy. Cái cửa này của nó về có chỉnh lại cái lẫy rồi. Cái lẫy này như sao nào. Con này nó cũng chưa giữ rồi. Con cửa này nó cũng hơi há này. Bác nào lấy con lò đi này nhá. Có vào điện đây. Có vào điện nhưng mà nó đang bị há cửa này. LOD D22. Bác nào lấy con này để cho bác giá là 1 đồng 1. Mã này là mã số 244. 1 đồng 1 nhá. Đấy. Đầu táp rách. Sony này con này, Sony TAX70, TAX70, công suất là 120W con nhá, 120W. Ở đây có vào điện đây. Con này nó bị cháy đèn của những cái cổng này, chỉ có mỗi tuner sáng này con này. Đấy. Cháy bóng thôi, chứ còn nó vẫn vào điện bình thường.
Con này công suất của nó là 120W các nhá, 120W đây. Đây để em thử xem con này nào. Này nó có vào điện rồi đây. Trông thấy gì ta? Nay có vẻ lên hẹo hơi nhiều. Đấu cầu hello bác Thái Tuấn nha. Con này cũng hiện tại chỉ có kêu một vế này con này, chả biết sao nó bật nút thì sao. Một vế của nó tiếng hơi bé. Con này thì có sống thì sống thôi nhá, nhưng mà nó sẹt sẹt, một bên thì sống ok nhưng còn một bên thì tiếng nó nhỏ. Đấy thì để trả giá hợp lý cho bác về bác dọn dẹp qua nhá. Sony TA-X70 công suất 120W đây. Bác nào lấy này. Mã này là mã số 2 bao nhiêu? 245. Để cho bác giá là 1 đồng mốt nhá, 1 củ mốt. Đấy, về bác dọn dẹp. À, bác nào nay có thích đẩy không? Đẩy nhưng mà đẩy này thật các bác là về các bác phải tự đấu thôi. Chứ đẩy này em không biết đấu cái kiểu gì các bạn. Bác nào có thích đẩy không? Thích đẩy một tí nữa em lên cho bác mấy con đẩy. Đẩy bán mù luôn vì không thử được. Không biết thử và cũng không có dây để thử luôn. Đấy thì em sẽ lên cho. Quan trọng là có bác nào thích đẩy không? Đẩy giá rẻ thôi. À, cũng chẳng biết là thử cái kiểu gì cơ. Đây, chờ em nốt lên nốt con i5 này nhá. Pin AI5 con này. Dòng pin AI5 nhá. Đi nghe nhạc đây. Đẩy em có mấy con cơ nhưng mà không biết thử cái kiểu gì luôn. Còn những con mới rồi các bạn, tí em lên cho. Có nhiều bác cần không? Tuner có những bác nào cần đẩy không em lên đẩy cho. Piner AI5 đó nhá, tiếng nó rất là mượt luôn. Đấy, tiếng nó cực kỳ mượt luôn này. Con này thì hai vế sống ngon lành ở đây. Hai vế sống ngon lành đó nhá. Con này thì hai vế ngon lành. Bác nào biết thì các bác lấy thôi, còn ví dụ không biết thì thôi các bác cũng không mua nữa. Vì bọn em không biết thử kiểu gì đâu. Piner AI5 đánh siêu ngon luôn các nhá. Con này về bác nghe nhạc chấm hết luôn. Công suất con này thì nó không ghi được các bạn vì nó bị che mất cái tem đi rồi. Em nghĩ là chắc phải trên 100W đấy. Em không biết là bao nhiêu watt đây thì cái dấu này nó bị xóa mất cái chỗ watt đi rồi. Đấy, bác nào lấy con AI5 này này, i5 nhá. Mã này là mã số 246. Một củ 3 các nhá, một củ 3. Đây con này, cái con đẩy đây đây. Chẳng biết là thử cái kiểu gì luôn. Đây, đẩy đây này. Em có mấy con cơ. Cả Yamaha với các kiểu.
Đây này, con đẩy này bác nào biết thử không? Em để nguyên cái dây dọ của nó luôn này. Đẩy mấy kênh. Đây là dây da đúng không? Nhưng mà cái rắc này làm gì mình có đâu. Đây này con này, nó đấu vào cái chân này ra này này. Đúng rồi, đẩy 4 kênh này, CS1, CS2, CS3, CS4 này. Đây là input này. Đây là con này, nó sẽ đấu vào cái dây này này. Đấy, thay vì cái dây cái rắc cắm AV của mình bình thường thì nó đấu vào cái cục như này. Đấy, còn đều 4 kênh, còn đều 4 cả. Nhưng mà em không biết thử cái loại này đâu. Đấy. Đây. Đẩy này nó là đẩy đây xem nào. Con này là con JVC đó nhá. JVC 4 kênh. Đấy, sống này con này. Để xem nào. Đấy, đóng le hết luôn. Nhưng mà không biết thử cái kiểu gì, đóng le hết rồi nhá. Đấu được không? Hay là input này sao ra được? Ừ, thì cái dây AV bình thường mình cắm vào ấy. Nhưng mà không cắm được cái này thì bác nào biết đấu thì bác đấu thôi. Đôi hàng Nhật các bác ơi. Kênh Eltobia đôi hàng Nhật ạ. Công suất là anh, công suất con này để xem nào. Công suất con này nó ghi ở đây là 148W các bạn. 148W thì em không rõ là cho 4 kênh hay là cho 1 kênh. Đô đô bác nhìn tên cái ấy này này. Đô hàng Nhật ấy. Đây là các nhìn biển thấy không? Nhìn thấy biển thấy không? Ra chợ lời á, ra chợ lời em đầu live em có lên rồi đấy. Đây con này thì 4 kênh đóng le cả 4 rồi đây nhưng mà không thử được này. Bác nào mua không? Con JVC PSA1504D. Công suất thấy ghi ở đây là 148W. Đấu hai đầu vào đít loa. Đấu hai đầu vào đít loa là sao anh ơi? Còn phải nguồn lấy nhạc nữa chứ. Còn phải nguồn lấy nhạc nữa chứ. Đây là cái chân này, chân lấy nhạc là cái này. Ví dụ lấy nhạc điện thoại là các bác phải cắm chân. Như bình thường là âm ly sẽ cắm chân AV rắc hoa sen này này. Đấy. Nhưng mà bây giờ lấy nhạc bằng cái này thì sao mà lấy được. Còn đấu loa thì đấu vào đây rồi. Đấy. Con này là 148W. Chả biết là 4 kênh hay là 1 kênh 148W nhá. Thì em bán luôn này. Bác nào lấy con đẩy JVC này. 4 kênh nhá. Đóng le rồi đây. Không biết thử này. Mã nào lấy này? Mã này là mã số 247. Bán bao nhiêu? 2 triệu à? Mù bán 2 triệu con này. Mù bán 2 triệu ạ. Không thể dí được. Nếu mà sống thì sẽ bán 3 triệu, tầm 3 triệu. Nhưng mà bán ngày thì bác nào thử được thì bác lấy thôi. Giá 2 triệu con nhá. Hả? Đây, còn con này không đấu này, không có rắc này con này. Đây con này. Con này con Yamaha P120. Con này nó có cả equalizer đây này. Đấy, Yamaha P120 nhá. Con này thì rất là mới luôn, nhưng mà cái đây con nhìn này. Cái đằng sau da này của nó này. Công suất của nó là 150W nhá. Đấy, đằng sau nó ra như thế này. Thì em chẳng biết là đấu loa vào đâu cái loại này. Đấy. Không biết đấu loa vào đâu luôn. Đây, vào điện thì có vào rồi các nhá.
Điện thì có vào đây, nhưng mà cái loại này thì không biết thử cái kiểu gì luôn con này. Yamaha P120 đóng le rồi nhá. Đấy, đóng rồi này. Có cả liền equalizer. Công suất là 150W. Bác nào lấy này. Cái này là bộ lọc tiếng à? Bộ lọc tiếng mà sao là Yamaha Power Amplifier à bác? Giá la lời là một củ hai một đôi ạ. Một củ hai một cặp. Đấy, còn bác nào lấy con này này. Vâng, ai bác nào mua thì bác mua thôi, chứ còn cái này thì em chẳng biết như nào cả. Bác nào biết thì bác lấy thôi, còn không biết cũng như em thì em cũng chẳng biết là đấu cái kiểu gì cả. Mã này là mã số Alo. 248. Một đồng rưỡi thôi nhá, đồng rưỡi. Đấy, cái này mà lọc xì thì em chịu các bác rồi. Power amplifier đây. Mà lọc xì với lại nâng tiếng thì em cũng sợ các bác luôn. Em tưởng là em không biết các bác. Đây, con này nữa này, con này. Con này thì nó là con cũng Yamaha đây. Đây cho bác xem cái Yamaha này. Yamaha PVK1200. Con này là cái gì đây này? Con này nặng thế nhỉ? Đây dây còn nguyên thì con này. Đây các nhìn này. Đây em tháo dây cho bác xem. Cái đường ao của nó lại đấu cái rắc như kiểu là rắc gì ấy này. Cái này các bác phải có rắc thì các bác mới thử được, chứ cái này em không, nhà em không có rắc mà cũng chẳng biết đấu cái kiểu gì cái loại này, còn nguyên dây còn chưa quấn này, vì em không thấy không có rắc nên là em vẫn để nguyên một số này lên thanh lý cho bác đây. Bác nào biết thì các bác bốc thôi, chứ còn đây Yamaha nhá, PVK1200, công suất 150W. Đấy. À con này con power supply hay là con đánh súp nhỉ? Đây là cái đường DC output này con này, sao lại dùng cái jack này? Đấy. Em gửi rồi nhá. Dàn Panana em gửi hết đi rồi. Các bác hôm qua chốt bộ dàn chung ấy, các bác không chuyển khoản hết. Các bác cứ cọc dàn thì nó chắc chắn là tiền ship sẽ cao đấy các nhá. Đấy, dàn chung thì chắc chắn là loa với cục nó sẽ đóng chung với nhau thì sẽ kích thước thùng nó sẽ rất là to đấy, nên là em cũng báo các bác trước rồi là các bác chuyển khoản hết là bên em bao ship, còn bác nào cọc là các bác chịu phí ship với nhá. Đấy, em nhắc lại cho các bác, không là đến khi đến thì các bác lại bảo sao không bao ship cho anh với lại thế ấy trai. Lúc nào em lên live em cũng báo các bác là chuyển khoản hết với bao ship. Đây con này. Đây vào điện này. Không biết cái cục này là cái cục gì coi nhá. Em có mấy cục cơ. Đây này. Yamaha PVK1200 Power Supply for cái gì đây này. Đấy. Bác nào biết này. Bác nào biết thì các bác lấy nhá. Còn bác nào mà thấy nó giá nó kiểu là em bán hơi ngáo thì các bác bỏ qua cho em. Đấy. Mã này là mã số 249. Một đồng hai quá nhá, một đồng hai. Một đồng hai thôi. Cục nguồn của mixer hả? Nguồn của mixer á? Sao nó ghi là power thì em chắc em không biết đâu. Bác nào biết thì các bác lấy nhá. Chứ em cũng không biết đâu. Đấy thì những cái cục này chẳng có đấu rắc gì, em chỉ biết là lên thanh lý thôi. Đây, giờ mới lên đẩy này đẩy đẩy hai kênh của toa đây. Giời. Đây. Đẩy đẩy hai kênh nhá. Giá một củ hai con vừa nãy ạ. Còn đây là con đẩy đó này. Đẩy hai kênh đẩy toa nhá. Đẩy hai kênh. Con này thì
590W này. 590W đây. Con đẩy này hôm nọ em vẫn bán 3 đồng đây. Đấy, vẫn bán 3 đồng cho bác con đẩy này đây. Chờ em tí em lấy cái tô vít thì mới đấu được ạ. Này có tô vít 4 cạnh mới đấu được. Không. Cái tô vít đâu anh nhỉ? Tô vít đỏ. Không được. Đây, ra chờ tí em đấu nhá. Con này gọi là con đẩy hai kênh của toa đây con này. Đây là đẩy toa nhá. Đây có nhìn này, em đánh dấu trắng cho các bác rồi này. Không thấy tô vít đâu, phải vặn bằng máy rồi đây. Đây đẩy toa nhá. Những cái chấm trắng này là các bác đấu dây trắng vào nhá. Đây để em xem nào. Còn không đánh dấu là các bác đấu dây đỏ. Con này của nó 590W cơ nha. 590W đây. Đẩy toa. Ok. Sẽ ghim nguồn cái này xem là nguồn nó đâu rồi. Bác nào mua đẩy thì các bác phải chuẩn bị sẵn dây để thử cho nhá. Đây là sống rồi con này. Xời, quạt chạy luôn này. Đấy, đóng le rồi nhá. Quạt chạy luôn rồi này. Đây sẽ đấu thử này con này. Con này thì các bác phải chuẩn bị cái rắc đổi con nhá. Một là các bác dùng rắc cu lông này. Cu lông này này. Hai là các bác dùng cái chân như kiểu chân mic này này để đổi đầu dây hoa sen ra nhá. Đấy. Đấy, hoặc là các bác dùng như này. Hoặc các bác dùng cái chân này. Đấy. Chân này thì em phải mua thôi các bác nhá chứ em không có để cho các bác đâu. Đây đẩy hai kênh. Ok. Đây là một kênh này các này. Còn đây là một kênh này. Đấy, cả hai kênh đều sống anh nhá. Đẩy đẩy toa này. 590W các ơi. 590W em thấy ghi đây là 590W, không thấy ôm watt gì các nhá. Không thấy ôm, chỉ thấy ghi ở đây này. AC 100V, 50 60Hz. 590W. Đấy, đẩy toa. Made in Japan. Đấy, bác nào lấy thì các bốc thôi, giá 3 đồng thôi nhá. 3 đồng. Đấy, đây em vặn lại cho này cho bác. Về bác lấy cái tô vít 4 cạnh các bác đấu nhá. Hai kênh sống ok. Đây, bác nào lấy này. Mã này là mã số mã số bao nhiêu ấy? 250 3 đồng thôi nhá, 3 đồng. Cái T77 cũng không còn ạ. Trước lô về có mấy con em bán hết rồi.
Đây, lên cho bác mấy con đâm ly nữa xong là lên đài thôi nhá. Con này là con như kiểu con, em chẳng biết con này con đâm ly hay con đẩy nữa. Đây bác nào biết cho lấy này, con này con toa nhá. Toa model là MA8, con này kiểu có chỉnh cảm quay hay sao này. Con này thì đấu được điện nha nhá, đấu được. 3 đồng là 3 triệu ạ. Ba triệu con đầy đầy vậy ạ. Đây con toa MA8 con này. Con này công suất của nó là 65W cộng 65W 8 ohm. Made in Japan, em chả biết con này là bao nhiêu watt. Em thấy ghi đây 65W cộng 65W này. Ngoài cầu đấu rất là lạ. Ok. CD. Đây có một CD coi nhá. CD đâu nhỉ? Đúng rồi, con này chỉnh được cả em qua con này. Đây hết check này, lên check này. Con này nó có cả chỉnh mic kiểu này, ba đường mic luôn nhá. Đấy, với chỉnh như kiểu chỉnh qua thì em hay là không thì em chẳng rõ nữa, nhưng mà có bờ lăng này sẽ thử sang hai vế nào. Hai vế sống luôn nhá. Hai vế sống ngon lành luôn. Đấy. Con này để cho bác giá 1 đồng 2 thôi, 1 củ 2 thôi. Đấy, giá rẻ 1 củ 2 ạ. 1 củ 2. Mã này là mã số 251. 1 củ 2. 1 triệu 2. Bác nào chốt thì bác alo cho em. Đang lên mấy mã nữa nghỉ thôi các bạn. Bác nào chốt thì các bác alo cho em. Alo số góc phải màn hình các bác. Mã này là con này là con Pioneer, con này Pioneer 6700 nhá. 6700. Công suất 90W. 6700. Hai triệu tư ạ. Con cassette đi 2 triệu tư. Pioneer SA6700 công suất 90W.
Dạ không vào điện con này. Đẩy em vừa lên rồi. Con này thì có sống rồi nhá, nhưng mà nó cháy mất cái đèn này. Hai vế sống ok đấy, nhưng về bác phải xịt cái rìa V7 hoặc bác nào mà chi tiết hơn thì bác tháo ra. Bác vệ sinh, bác rửa cái nút đi nhá. Nút xoẹt xoẹt nhá. Đấy, có sống nhá. Pioneer SA6700, con này nó bị cháy mất cái đèn thôi. Đấy, hai vế đều kêu. Bác nào lấy này. Để cho bác giá 1 đồng 2 nhá, 1 củ 2 thôi. Đẩy em vừa lên rồi. Bác nào muốn xem lại thì bác lên YouTube bác tìm thôi. Đô hàng Nhật cho nhá. Mã này là mã số 252. Để cho bác con này giá 1 triệu 2. 1 triệu 2. Yamaha con này. Yamaha DSP AX430. Công suất 180W nhá. Yamaha mặt vàng này. Âm ly cỏ giá rẻ thôi. Bác nào ưng được em nào thì bác alo. Yamaha mặt vàng quá nhá, AX430, này sống ok này. Đấy, con này thì công suất của nó là 180W quá nhá, 180W. Bác nào lấy này, mã này là mã số 253. Để cho bác giá là 1 triệu 3 nhá. Hay lên nốt một con ly nữa xong rồi lên đài thôi. Yamaha con này. À, con này con CAZ1 nhá. CAZ1. Công suất của nó là 80W. AUX này. Con này sống ngon lành nha con này. Bát chép ngon lành luôn nhá. Hai vế sống ok luôn. Đấy. Đấy, Yamaha CAZ1. Công suất 80W, sống ok, hai vế ngon lành quá. Ba chỉnh bát chép có lau lướt luôn. Đấy. Bác nào lấy này.
Mã này là mã số 254, 1,2 triệu nhé.